Xin chào các bạn nha. Bữa nay mình đi đi xa, đi ra ngoài giống như ngoài country của Úc vậy á, đi ra ngoài chỗ xa 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 thành phố cỡ 1-2 tiếng, cỡ 2 tiếng đồng hồ. Thì ở Úc nè, thường thường mỗi lần mà mình đi trên xa lộ á thì khoảng chừng nửa tiếng 1 tiếng đồng hồ thì nó có một trạm, cái chỗ mà để đằng mà cho người ta tấp vô, người ta nghỉ ngơi cho xe chắc, mấy xe tải lớn đó người ta đậu dài dài ở đằng sau như các bạn thấy đó. Phía bên ngoài đó là cái xa lộ để đằng mà người ta nghỉ ngơi, tại vì cái ở trên đường xa lộ của Úc á, cứ đi khoảng chừng nửa tiếng hoặc là 1 tiếng thì nó sẽ có những cái bãi xe để đậu đậu vô như nè. Thì ở đây nó người ta cắt nhà tắm, toilet, rồi cũng có mấy chiếc xe bán cà phê này kia kia nọ, rồi để cho người ta vô nghỉ ngơi cả 5-10 phút, nửa tiếng gì đó, hoặc là đi toilet này kia kia nọ, xong rồi người ta tiếp tục hành trình người ta đi. Thì mình đi tới đây mình cũng ngừng lại, mình hút thuốc nghỉ ngơi chút xíu rồi mình đi tiếp. Thấy chỗ này cảnh đẹp, mình quay cho các bạn coi nha. Đó, phía ngoài là cái đường xa lộ chạy, rồi xung quanh đây là xe chắc đậu đó, như các bạn thấy đó, nó xe chắc đậu dài 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 dài. Và phía bên trong là cái farm, là nông trại người ta nuôi bò đó, như các bạn thấy ở đằng đó có căn nhà đó, bò người ta thả vậy đó. Ở đây không có ai chăn nuôi gì hết trơn á, người ta chỉ thả đó, cho bò nó tự do nó đi rồi nó ăn, rồi ở chính giữa có cái đập nước, rồi bò nó tới nó uống nước, nó ăn cỏ. Còn cái khu mà người ta trồng cây là giống như rau cải á, trong nhà kiến á, là xa xa ngay chỗ cái nhà màu đỏ đỏ đó, như các bạn thấy nè, đây là những cái đập nước nè. Thường thường mỗi một một cái farm, một cái nông trại là người ta có một cái đập, nó giống như chỗ đó là cao quá, bắt đầu cái mưa mưa nó chảy xuống, cái có cái đập, người ta làm cái chỗ trũng để đằng mà người ta hứng nước lại. Nhưng mà cái mấy cái đập ở đây á, ở Việt Nam người ta kêu là mấy cái bào hay là mấy cái đìa, đại khái nó là như vậy, không phải là mình muốn làm lớn bao nhiêu làm đâu nha. Cái giống như diện tích đất nó là bao nhiêu thì người ta chỉ làm được một cái hồ chứa nước là bao nhiêu thôi, chứ không phải ai muốn làm cái hồ bao nhiêu là làm, và phải đóng thuế cho chính phủ á, giống như được làm bao nhiêu cái khối nước thì là phải đóng tiền bao nhiêu khối nước, chứ không phải là ai muốn hứng bao nhiêu hứng. Tại vì nước còn dư thì nó chảy trở ra, là nó chảy về đập của chính phủ lại. Đó, như các bạn, bò người ta thả vậy đó. Đó. Đó, còn cái phía sau lưng của mình á, nó là cái chỗ có chiếc xe bán cà phê, có chiếc xe bán cà phê ở phía sau. Lần đó có cái nhà tắm, toilet, người ta đi dọc đường người ta có thể tắm rửa hoặc là người ta đi toilet nghỉ ngơi trong đó. Phía bên đây nó có cái sạp bán trái cây nữa nè. Rồi các bạn thấy xe chắc người ta đậu dài 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 đó, đang nghỉ ngơi đó. Thường thường người ta tấp vô đang nghỉ cỡ chừng 15-20 phút thôi là bắt đầu ra đi tiếp. Tại Úc này nó rộng lắm, mỗi lần mà lái xe mà mình đi chơi xa là nhiều khi đôi khi giống như kỳ trước mình đi là mình mất tới 13-14 tiếng đồng hồ luôn, phải nghỉ ngơi tới 4-5 lần lận. Nếu hai người thì thay phiên nhau lái xe, còn một người á thì theo luật của Úc á, thì người ta khuyến khích á, là cứ mỗi 2 tiếng là phải nghỉ ngơi một lần, xong rồi bắt đầu mới lái xe tiếp ha. Ok, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Mình đi dài dài, mình thấy có cảnh nào á, mình thấy đẹp, mình sẽ ngừng lại, mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Bye.
khoảng cách an toàn với xe tải. Do kích thước và chiều dài của chúng, xe tải có điểm mù lớn hơn xe hơi trung bình. Điều này có nghĩa là tài xế xe tải không phải lúc nào cũng nhìn thấy quý vị. Vì vậy, để giữ an toàn cho mọi người, hãy thận trọng khi lái xe bên cạnh hoặc phía sau xe tải.